Thưa quý vị, trong đêm nay và ngày mai, tương tác của không khí lạnh và đới gió đông ẩm vẫn còn duy trì, nhưng vùng tương tác này có xu hướng mở rộng lên phía Bắc và yếu dần ở phía Nam. Vì thế đêm nay và ngày mai, mưa vừa mưa to sẽ tập trung ở khu vực đồng bằng, trung du và các tỉnh Thanh Hóa, Nghệ An với lượng mưa phổ biến trong khoảng từ 60 đến 120 mm, có nơi trên 200 mm. Lũ trên các sông ở Hà Tĩnh tiếp tục lên, thượng lưu sông Ngàn Sâu, sông Ngàn Phố lên mức từ báo động 2 đến báo động 3. Hạ lưu sông Ngàn Sâu tại Hòa Duyệt lên mức từ báo động 1 đến báo động 2. Các sông nhỏ, thượng lưu các sông ở Thanh Hóa, các sông ở Nghệ An, hạ lưu sông La, Hà Tĩnh tại Linh Cảm lên mức báo động 1, hạ lưu sông Mã ở dưới mức báo động 1. Nguy cơ xảy ra lũ quét, sạt lở đất ở vùng núi, ngập lụt ở vùng trũng thấp ven sông khu đô thị tại các tỉnh từ Thanh Hóa trở vào đến Hà Tĩnh. Do mưa tăng nên nhiệt độ ngày mai trên toàn miền Bắc phổ biến vẫn thấp dưới 30 độ. Các tỉnh thành phố từ Thanh Hóa trở vào đến Quảng Bình, nhiệt độ cao từ 29 đến 31 độ. Vùng từ Quảng Trị trở vào đến Bình Thuận, mưa ít hơn, trưa chiều còn nắng, nhiệt độ cao từ 32 đến 33 độ. Bão số 4 đã tan, nhưng gió Tây Nam vẫn còn duy trì cường độ mạnh, ngày mai giảm cấp còn trung bình. Vì thế đêm nay và chiều tối mai, Tây Nguyên và Nam Bộ vẫn còn có mưa nhiều nơi. Mức nhiệt cao nhất trong ngày mai tại Tây Nguyên sẽ trong khoảng từ 28 đến 30 độ, còn tại Nam Bộ, nhiệt độ sẽ từ 31 đến 32 độ. Trên biển, ở khu vực Vịnh Bắc Bộ, vùng biển phía Bắc của Biển Đông, trong đó có vùng biển huyện đảo Hoàng Sa, có gió đông đến đông nam, cường độ cấp 4, cấp 5, mưa rào và dông rải rác. Với khu vực phía nam Biển Đông, vùng biển huyện đảo Trường Sa, khu vực biển từ Bình Thuận đến Cà Mau, đêm nay có gió Tây Nam mạnh cấp 5, có lúc cấp 6, giật cấp 7, biển động. Và sau đây là dự báo chi tiết vào ngày mai tại các tỉnh thành phố trên cả nước.